Có một cái video ấn tượng. Cái anh xem đầu tiên của các bạn là một cái video gửi vào. Còn những cái CV hay là những cái kia thì anh sẽ đọc sau. Nếu mà video ok, còn video không ok thì trong trăm loại luôn, không đọc thêm. Thật ra thì mình không có quyền quyết định là bạn nào qua vòng đơn hay là bạn nào bị loại. Nhưng mà mình thì sẽ ấn tượng với những bạn mà có nhiều hoạt động ngoại khóa. Bởi vì những bạn như thế thì chắc chắn là sẽ rất là năng động. Với cả một điểm nữa là mình sẽ thích những bạn mà viết đúng chính tả các bạn nhé. Quan trọng nhất là tên của công ty là S Channel. Nhưng mà có nhiều bạn lại cũng risky đấy, hay mua hàng hiệu ấy, nên là hay viết thành kiểu S Channel. Như thế thì anh sẽ loại ngay từ vòng gửi xe. Vòng đơn tuyển của S Channel á, là vòng 1 đúng không? Thì các bạn phải có một cái vòng 1 thật là ấn tượng. Thứ mình cần chính là kiến thức và thần thái cũng như một tinh thần nghiêm túc khi làm việc. Bởi vì các bạn cần hiểu là khi đến S Channel là các bạn cần phải làm việc chứ không phải là vui chơi. Thứ một chân em ơi.